Phó Trưởng Ban Dân vận quận huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, huyện ủy viên, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng huyện. Về phía huyện đoàn Mỏ Cày Bắc, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Quỳnh Chân Thật, Phó Bí thư Thường trực huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đạo huyện. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban thường vụ huyện đoàn và cán bộ phụ trách huyện đoàn. Về phía phòng giáo dục huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Thị Trang, chuyên viên phụ trách công tác đoàn đội trường học phòng giáo dục và đào tạo. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu là thành viên hội đồng đội huyện, chủ tịch hội đồng đội các xã, đại biểu ban thường vụ đoàn các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện, các đồng chí trong ban chủ nhiệm và thành viên câu lạc bộ tổng phụ trách đội huyện. Xin trân trọng giới thiệu đại diện thanh huyện đến ghi hình và đưa tin cho hội nghị cùng các đồng chí giáo viên tổng phụ trách đội có 30 liên đội trên địa bàn huyện cùng dự hội nghị hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Kính thưa quý vị đại biểu, và trước khi đi vào chương trình hội nghị thì tôi xin thông qua cái chương trình hội nghị ngày hôm nay. Thứ nhất đó là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, thứ hai là triển khai chương trình và giao ước thi đua công tác đoàn đội năm học 2018-2019, gợi ý thảo luận của chủ trì hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận, chúng ta nghỉ giải lao và tiếp tục thảo luận ý kiến giải trình của chủ trì hội nghị, trao giấy chứng nhận liên đội mạnh cấp tỉnh, cấp huyện, khen thưởng, phát biểu chỉ đạo của tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, phát biểu kết luận của chủ trì hội nghị và cuối cùng là đáp từ kết thúc. Thay mặt ban tổ chức hội nghị, tôi xin trân trọng giới thiệu chủ trì hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Quỳnh Văn Thật, Phó Bí thư Thường trực huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, huyện ủy viên, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Xin trân trọng giới thiệu. Và chỗ tôi là ủy viên thường vụ huyện đoàn. Thư ký hội nghị là theo chỗ đồng chí Bùi Ngọc Phường, thành viên hội đồng đội huyện, giáo viên tổng phụ trách của trường tiểu học Phú Mỹ. Kính thưa quý đại biểu, về báo cáo kết quả công tác đoàn đội năm học 2018-2019 thì ngay chỗ huyện đoàn, phòng đội huyện cũng đã có gửi cho các đơn vị thì đề nghị các đồng chí 2020 về chủ đề năm học đó là thiếu nhi Mỏ Cày Bắc đoàn kết chăm ngoan sáng tạo. Nội dung trọng tâm công tác là chúng ta tiếp tục tuyên truyền quán triệt các chương trình hành động số 07 của ban thường vụ huyện đoàn về việc thực hiện nghị quyết số 02 của ban chấp hành tỉnh đoàn về việc nâng cao chất lượng đội viên giai đoạn 2018-2022. Thực hiện tốt là thiếu nhi Mỏ Cày Bắc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Thứ hai là tổ chức đại hội chống ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới đại hội chống ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 9 năm 2020. Thứ ba là tạo môi trường cho đội viên thiếu nhi học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, bồi dưỡng ý chí vươn lên tiến bộ, tư duy sáng tạo, khởi nghiệp. Thứ tư là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện luật trẻ em và các văn bản có liên quan, tập trung các giải pháp phòng chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại đối với trẻ em. Thứ năm, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng đội xã, phường, thị trấn, nâng cao năng lực giáo viên phụ trách đội. Thứ sáu là củng cố, nâng cấp hoạt động các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Chúng ta có 11 cái chỉ tiêu cơ bản, các đồng chí xem thêm trong tài liệu. Về nhiệm vụ giải pháp, thứ nhất là triển khai thực hiện phong trào thiếu nhi Mỏ Cày Bắc thi đua thực hiện tốt trong điều Bác Hồ dạy. Thì ở trong đây chúng ta có các cái mục, đó là chúng ta tạo môi trường giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức và kỹ năng sống. Đó là chúng ta tuyên truyền về lịch sử truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những tấm gương đội viên tiêu biểu, tuyên truyền về lịch sử đất nước của địa phương, ý nghĩa các ngày lễ lớn, vai trò của đội viên trong tham gia hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Thông qua các việc như là chúng ta thi rung chuông vàng, xem phim tư liệu, thấy qua dân chủ, nhân dân, tổ chức chương trình em yêu lịch sử Việt Nam, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hướng về biển đảo quê hương. Đồng loạt tổ chức ngày hội thiếu nhi khỏe tiến bước lên đoàn nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, ngày hội nét đẹp thầy cô. Tổ chức cái chương trình học làm người có ích cũng như là các cái hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Tổ chức tốt phong trào hành động nhỏ nghĩa tri ân. Cái này huyện đoàn cũng đã có gửi kế hoạch triển khai đến các liên đội. Xây dựng củng cố góc sân chơi dân gian và các trò chơi dân gian cho đội viên thiếu nhi. Thứ hai là tuyên truyền phong trào thiếu nhi Mỏ Cày Bắc thi đua thực hiện tốt trong điều Bác Hồ dạy. Tiếp tục thực hiện cái mô hình là dùng qua làm theo lời Bác cấp chi đội,
và mở rộng hình thức chuyển qua làm thư đề bác ở cấp liên đội để tuyên dương các gương đội viên tiêu biểu trong toàn liên đội, là tổ chức các diễn đàn tại chi đội để đội viên thiếu nhi tự giác đề ra việc làm theo năm điều Bác Hồ dạy, là mỗi chi đội liên đội đăng ký một công trình măng non làm theo đề bác, tổ chức thường xuyên hoạt động tuyên truyền mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng trong tiết sinh hoạt dưới cờ măng non. Thứ ba, triển khai hiệu quả phong trào ngừng việc tốt, xây dựng thói quen tốt cho đội viên thiếu nhi. Và chúng ta tuyên truyền được quen trong lớp học, trong trường, nhà trường và lớp học về phong trào ngừng việc tốt, tuyên dương đội viên hàng tuần thiếu nhi làm việc tốt trong tiết sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non để duy trì hiệu quả, duy trì hoạt động và các hiệu quả hoạt động của đội ống kính xanh, và tiếp tục triển khai thực hiện ngày hội hiệp sinh xanh bảo vệ môi trường, tham gia tốt các sân chơi kỹ năng, trong đó có học kỳ trong quân đội, học kỳ công an. Về tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập sáng tạo vượt khó, thứ nhất là duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình thi đua học tốt, là phối kết hợp thực hiện tốt các nội dung thi đua học tập trong chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018-2022, xây dựng cái thói quen và đam mê đọc sách trong đội viên thiếu nhi, tổ chức đa dạng các hình thức trải nghiệm nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp khởi nghiệp cho thiếu nhi. Thứ hai, xây dựng ý thức sáng tạo vượt khó, là phát động cuộc thi em yêu khoa học dành cho các em có khả năng sáng tạo khoa học, là cuộc thi nhà khoa học tương lai dành cho tất cả các đội viên thiếu nhi, triển khai cái giờ chơi trải nghiệm sáng tạo, cũng như là chúng ta tiếp tục thực hiện cái góc sáng tạo tại liên đội. Về giáo dục đội viên thiếu nhi, xây dựng giá trị hình mẫu thiếu nhi, bến tre và tinh thần học tập rèn luyện để khởi nghiệp, nhất là tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến rộng rãi trong hội đồng đội, các huyện xã, giáo viên tổng phụ trách đội, cán bộ đội viên thiếu nhi, phụ cán bộ đội, giá trị hình mẫu thiếu nhi Bến Tre, đảm bảo các tiêu chí kế thừa giá trị hình mẫu thanh niên đồng khởi mới là yêu nước, hiếu thảo, ham học, sáng tạo, khát vọng. Thứ hai, đưa nội dung tuyên truyền về tinh thần học tập rèn luyện để khởi nghiệp thoát nghèo làm giàu thành mục đích định hướng giáo dục và tổ chức phong trào của đội. Về tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khỏe, phát triển thẩm mỹ, kỹ năng thực hành xã hội, nhất là các hoạt động phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho đội viên thiếu nhi, chúng ta tiếp tục triển khai các giải pháp của đề án đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước cho trẻ em. Các liên đội thì tổ chức các lớp bơi, đặc biệt là chúng ta tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là đa dạng hóa các hoạt động rèn luyện sức khỏe, thẩm mỹ, kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Thứ năm là tổ chức tốt đại hội chống ăn Bác Hồ. Thì năm nay là đến chu kỳ 5 năm chúng ta tổ chức cái đại hội chống ăn Bác Hồ các cấp, do đó các đồng chí cũng quan tâm thực hiện cho tốt nội dung này. Về xây dựng đội thì thứ nhất là triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đội viên, các cụ thể hóa chương trình phù hợp đặc thù với từng liên đội ở từng địa phương, tuyên truyền được quan trong lớp học những nội dung cần rèn luyện để đội viên đi đồng tự giác rèn luyện là chủ yếu, phối hợp chặt chẽ với giáo viên tổng phụ trách đội và giáo viên phụ trách chi, giáo viên bộ môn trong thực hiện cái chương trình, trong đó quan trọng nhất là giáo viên tổng phụ trách đội phải tuyên truyền để giáo viên bộ môn nắm rõ yêu cầu rèn luyện của chương trình để hỗ trợ củng cố kiến thức cho đội viên nhi đồng trong tiết dạy, tổ chức ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên ở từng khối lớp. Thứ hai là công tác kết nạp đội viên, xây dựng chi đội, liên đội, ban chỉ huy đội và đội ngũ phụ trách sau, thực hiện nghiêm túc đúng điều lệ công tác kết nạp đội viên, tổ chức lễ kết nạp tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, tuyệt đối là chúng ta không làm ồ ạt qua loa hình thức, tổ chức đại hội chi đội liên đội đúng quy định, phải xây dựng chi đội ba tốt, liên đội ba tốt. Thứ ba, về xây dựng đội trên địa bàn dân cư thì hội đồng đội các xã thì tiếp tục là chúng ta củng cố nâng cao cái chất lượng hoạt động của hội đồng đội các xã, từng hội đồng đội xã thì xây dựng được phương án hoạt động đội theo chân đội viên thiếu nhi từ trường học đến địa bàn dân cư, trong đó đảm bảo sự kết nối giữa hai môi trường về nội dung giáo dục rèn luyện ứng với từng lứa tuổi để các hoạt động đội trong trường học và địa bàn dân cư hỗ trợ lẫn nhau tạo hiệu quả giáo dục cao nhất, tham mưu phối hợp vận động xây dựng mới hoặc trang bị bổ sung khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Thứ tư, xây dựng đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, có độ đồng đều tương đối với kỹ năng nghiệp vụ. Chúng ta triển khai tốt lực trẻ em, tổ chức đa dạng các hoạt động lắng nghe đội viên thiếu nhi nói, phát huy vai trò của thiếu nhi trong thực hiện quyền trẻ em, thì tổ chức các diễn đàn, cuộc gặp gỡ giữa từng đối tượng thiếu nhi với lãnh đạo đại biểu hội đồng nhân dân huyện xã trước mỗi kỳ họp của hội đồng nhân dân, khuyến khích
là tổ chức riêng các đối tượng thiếu nhi nghèo, thiếu nhi có thành tích học tập tốt hoặc là ban chỉ huy các liên đội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm lo cho thiếu nhi. Ở liên đội triển khai với hiệu quả phong trào bạn giúp bạn và các hoạt động phong trào khác chăm lo cho đội viên thiếu nhi khó khăn tại liên đội, trong đó đảm bảo công tác chăm lo gắn với công tác giáo dục ý thức vươn lên thoát nghèo cho đội viên. Về một số hoạt động lớn các anh chị chúng ta tham khảo thêm trong tài liệu về cái tiêu chí thi đua ở trong năm học 2019-2020 các anh chị, thì cơ bản cũng giống như những năm trước và bám theo cái chương trình năm học 2019-2020.